Nhằm góp phần phục hồi sinh kế cho hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng với đối tác là Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đã tổ chức cả gói hỗ trợ thiết thực đúng với nhu cầu thực tế của hội viên, tạo hiệu quả bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chương trình phục hồi sinh kế cho phụ nữ bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và thiên tai được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các huyện, thị, thành phố cùng Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát, thẩm định mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ và khả năng tái thiết cuộc sống của người dân tại 38 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Quy trình triển khai được tiến hành chặt chẽ, công khai, công tác hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Chương trình này đến thời điểm này cũng đạt được nhiều kết quả rất là thành công. Nhiều mô hình chị em phụ nữ, nhiều mô hình sinh kế đến thời điểm này đã có những cái kết quả đầu ra và có mang lại hiệu quả góp phần nào để mà ổn định kinh tế, phát triển cuộc sống trong thời gian tiếp theo. Tổ liên kết sản xuất nấm rơm tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy là mô hình đầu tiên được Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ sinh kế. Do ảnh hưởng nặng nề của lục bão, mỗi hồ sản xuất nấm rơm bị thiệt hại từ 25 đến 50 triệu đồng. Nguyên vật liệu làm nấm bị hư hỏng từ 60 đến 80%. 30 hồ trong tổ liên kết được hỗ trợ 140 triệu đồng để khắc phục tái sản xuất. Chỉ sau 2 tháng, thu nhập của mỗi hộ gia đình đạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Hội Phụ nữ Rồng Xanh đã về cho tôi là được 5 triệu 2, tôi khắc phục lại là tôi làm nấm 1 tháng là tôi làm được 4 lứa. Mà tôi chi phí hết rồi là tôi còn được 4 triệu trong 1 tháng, trang trải cho con cái ăn học. Và sau đó tôi cũng là đủ trang trải việc trong nhà. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ cho 551 hộ với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 13.426 con giống cùng 18,6 tấn thức ăn chăn nuôi, 2.280 cây giống cùng 3,7 tấn phân bón cho cây trồng. Hỗ trợ các phương tiện, công cụ sản xuất gồm 194 tay lưỡi búa tôm, cá cho 178 hộ dân và 2 tổ liên kết sản xuất với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng tại 38 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà vệ sinh cho 111 hộ dân với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Trao tặng đồ dùng gia đình cho 144 hộ dân với tổng số tiền hơn 420 triệu đồng. Tặng 44 xe đạp cho 44 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 101 triệu đồng và hỗ trợ 74 triệu đồng tiền mặt cho 74 hộ để mua sắm những nhu cầu thiết yếu cấp bách. Bên cạnh đó, đã giải ngân 280 triệu đồng cho 28 hội viên phụ nữ xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang nhằm bổ sung nguồn vốn kịp thời cho chị em phát triển sản xuất kinh doanh. Với việc chọn đúng đối tượng, trao đúng nhu cầu thiết thực của người dân, sau thời gian ngắn, nhiều hộ gia đình đã sửa chữa nhà ở vững chãi hơn, các cây, con giống được nuôi trồng bắt đầu cho hiệu quả khả quan, tạo thu nhập, góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, phát triển quy mô chăn nuôi sản xuất. Thì hiện nay là cũng được gần tái đàn rồi, cũng hơn 2 tháng rồi. Thì tôi có bán một số vốn để mà trang trại sống con, một số thì bán để trang trại cho con ăn học, số đàn để mà nuôi dưỡng lại. Trên đi em đã nhận được một con bò, em phải chăn và trồng thêm cỏ để phát triển đàn con bò để có thêm đẻ con để cho em phát triển kinh tế. Sự thành công của chương trình được thể hiện qua niềm vui, phấn khởi của bà con được hưởng lợi, sự ổn định kinh tế và cuộc sống, đem lại niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình. Đây là kết quả mang ý nghĩa thiết thực từ sự đồng hành hỗ trợ của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, là cơ sở quan trọng để Rồng Xanh tiếp tục các chương trình dự án tiếp theo tại Thừa Thiên Huế. Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đánh giá rất cao những cái sự hỗ trợ này bởi vì nó rất kịp thời, nó đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Nó mang lại hiệu quả thiết thực, nhờ đó mà điều kiện sống và điều kiện kinh tế của người dân được cải thiện rất là nhiều, cũng là lúc họ có thể chăm lo cho con em của họ một cách tốt nhất. Trong những năm tới thì Rồng Xanh vẫn tiếp tục cam kết phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai các cái dự án, các cái chương trình liên quan đến bảo vệ trẻ em. Đồng hành, chia sẻ cùng phụ nữ, trẻ em khó khăn, yếu thế để cuộc sống tốt đẹp hơn là niềm vui đích đến của đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ các cấp đang cùng xây nên công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.